Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video thả diều sáo của Tiến. Hôm nay gió đẹp, Tiến với bạn Lộc sẽ bay hai siêu phẩm siêu to khổng lồ cho các bạn coi nhá. Đấy, gió này các bạn này. Đấy. Bay túi diều rồi. Giáp diều xong mà gió hơn nữa lại càng ngon. Hôm nay anh em Tiến sẽ bay hai quả siêu phẩm, một là quả 4,5m của Tiến và một quả diều 4,8m của bạn Lộc các bạn nhé. Và một bộ còng mới toánh của bạn Lộc, để xíu nữa Tiến sẽ review bộ còng mới của bạn Lộc cho các bạn coi. Hôm nay anh em Tiến lại thả bên bãi bãi diều 500kV. Bữa giờ thả ở biển xong là về trong đất liền này là Tiến ít bay rồi. Phê gió ngoài biển luôn các bạn ạ. Hôm nay báo gió 21 em nhỉ? Gió tầm này ở dưới mà như thế này ở trên là cũng căng lắm ấy. Ok. Ở trên là căng lắm ấy. Trời gió. Ôi. Lật lại không? Cái lúc giáp diều thì gió to. Lúc giáp diều xong thì hy vọng là cũng gió to nhá. Ừ, dễ kéo nhỉ? Dễ kéo hơn quả 4,5m này của anh ấy. Nó vừa đủ khung à. Ừ. Lên quả của em trước để nghe âm bộ còng nhá. Gió hướng này đẹp đấy Lộc. Đông Nam à? Hôm qua Tiến mới kết thúc video tập cuối cùng diều sáo thả dưới biển xong. Siêu kịch tính và hấp dẫn thì các bạn nào mà chưa coi tập đó thì các bạn coi tập đó, Tiến để ở trong trên góc phải của màn hình hoặc là trong phần bình luận của video này các bạn coi ủng hộ Tiến nhá. Đây là cái quả diều mà Tiến thực hiện thử thách ở dưới biển này. 4,5m. Vừa thả vừa phá. Đấy. Đuôi của quả 4,5m của Tiến các bạn nhá. Nhiều bạn hỏi Tiến là làm sao để cho cái đuôi này nó căng. Thì cái đuôi này căng, cái yếu tố quan trọng nhất là cái form đuôi của nhà may. Còn cái lan anh em cắt thì cắt lan đuôi thì nó cực kỳ nó dễ. Thì cái form này các bạn nhìn thấy không? Cái đuôi này. Đấy, nó không được căng. Mặc dù là nếu mà cái form đuôi mà may mà nó không chuẩn ấy thì anh em cứ em có cắt đuôi hoặc là chỉnh cỡ nào nó cũng không thể nào nó phẳng được. Đặc biệt là cái chỗ này này. Đấy, cái mép này và cái chỗ này thì nó sẽ bị nhăn nhăn thế này là anh em không thể chỉnh được. Còn nếu mà lan dài ấy, thì nó sẽ trùng cái chỗ này xuống này. Đấy. Còn lan vừa thì nó như thế này, nó chỉ được như thế này thôi anh em ạ. Tùy tùy form diều của mỗi nhà may anh em nhá. Thì nó sẽ có cái độ căng đuôi. Đấy, nếu mà form mà chuẩn ấy thì cái đuôi nó sẽ căng đét đẹp. Để hôm nào Tiến tìm một cái đuôi căng rồi Tiến quay review cho các bạn coi cái lan của cái đuôi nhá. Đấy, đây là bộ còng mới của bạn Lộc các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy form cực kỳ đẹp luôn. Đê bao nhiêu em nhỉ? D82, lại vải, miệng gỗ thủy nguyên, gỗ mít. Để quay lại gần cho các bạn coi nhá. Còng còi D82. Cực kỳ led, cực kỳ to luôn. Cực kỳ đẹp luôn. We'll be right back.
Các bạn thấy bộ sáo mới của bạn Lộc VIP không? Các bạn chuẩn bị thẩm âm bộ sáo này nhá. Bộ này của nghệ nhân nào em nhỉ? Anh Tùng hả? Tùng Phí hả? À. Phí Quang Tùng. À. Lần đầu tiên sáo của anh này nghe âm coi hôm nay ok không các bạn nhá. Anh Tùng là chuyên gia làm còng mà đúng không nhỉ? À. Trước theo ông anh ở trên Bình Phước mà. Đi vào Thái Bình rồi. À về Thái Bình à? Ok, bây giờ Tiến sẽ cầm diều xuống lên cho bạn Lộc các bạn nhé. Các bạn cùng thẩm âm bộ công coi của nghệ nhân anh Tùng Phí gọi là âm như thế nào các bạn nhé. Bãi thả bên này rất đẹp các bạn nhé. Anh em Tiến khai phá là những cái bãi thả diều của nó là thả diều, chỉ sợ không có diều to mà thả thôi. Bãi bên này là thả mùa khô, còn mùa mưa là thua. Mùa mưa là nước nó ngập hết. Ui gió. Gió to lắm các bạn ơi. Gió to lắm. Đấy. Cầm diều thôi, sáo kêu rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Gió này ngon rồi. Đấy. Cầm diều sáo kêu đội. Đấy. Chuẩn bị lên siêu phẩm các bạn nhá. Để dựng lên cho các bạn coi cái form của quả diều này. Đấy. Chỉ dựng này thôi chứ không thể cầm hẳn lên được các bạn nhá. Hẳn lên là gió nó tạt nó không giữ được. Đấy. Quả này Tiến cũng hình như là Tiến cũng review quả này, quả diều này của bạn Lộc cho các bạn coi 1-2 video rồi ấy. Nhưng mà đây là một cái dàn sáo mới. Dàn sáo mới đét đẹp. Lên các bạn nhá. Lên cho em. Lên rồi các bạn nhá. Còng thì nghe cũng khá là ok. Bây giờ Tiến sẽ lên để coi bạn Lộc có thả dài dây ra để cho nó đỡ đậu gió ở trên để nghe cho nó nghe âm nhá. Nghe ở ngoài thì còng này nghe âm thì rõ đấy, nhưng mà khi mà quay vô điện thoại thì cái tần số nó thấp đấy các bạn, tần số bộ còng to nó thấp nên là các bạn nghe có rõ không. Để đi lại đằng kia để cho các bạn coi cái form diều ở phía trước và âm các bạn nhá, để diều nó ổn định lên trên một tí. Ok, bây giờ sẽ lên quả siêu phẩm của Tiến 4,5 m các bạn nhá. Ok em. Chuẩn bị lên siêu phẩm của Tiến các bạn nhá. Cầm buồng luôn. Còn cần buộc tay à, còn cần buộc dây luôn. Tối rồi, sắp tối rồi. Yeah.
các bạn ơi, tối rồi các bạn nhá. Tiếng với bạn Lộc vẫn bay hơn 6 giờ rồi. Trời ơi, tối không nhìn thấy diều đâu, chỉ nghe thấy tiếng sáo thôi. Gió rất là đẹp. Bây giờ sẽ đi ra đằng kia kéo dây diều của bạn Lộc các bạn nhá. Coi cái độ căng cứng. Em buộc ở gốc đâu ấy? Trước mặt mình là cái gốc cây. À, cây cỏ cỏ ấy hả? À, cây cỏ cỏ. Gió trên mà anh em mình mà thả lên cao thì đẹp nhỉ. Thả tầm 200-300 mét, 300 thôi. Mà tối hai anh em mình kéo căng cứng luôn. Diều là phải cột gốc cây cột điện các bạn nhá. Nãy đấy, định cột cây này lắc nó yếu xìu à. À, cột cây cột mốc đấy toi. Nãy em lắc thử em thấy nó yếu xìu. À, anh em tiến thả bãi bên này là bãi thả diều 500 kV, nhưng mà mùa này ấy thì gió nó về hướng đằng đông hoặc là đông nam ấy các bạn, thành ra là nó không ảnh hưởng vô đường dây các bạn nhé. Chưa đợi hồi nữa nó cất lên nó lên nhé. Gió trên nó đang đấy, bạn Lộc buộc gốc cây, diều thì tút mút trên kia. Tối quá không quay được diều cho các bạn coi, bởi vì anh em Tiến không có giáp đèn. Căng cứng luôn đúng không? Đẹp các bạn nha. Hai nghệ nhân ngồi giữa cái đầu. Nhá có đẹp. Chẳng đẹp đóm gì. Hai quả. Kiếm gì luôn. Kéo diều thôi các bạn ơi. Tối rồi. Bây giờ tối rồi các bạn ạ. À, hai quả này xuống là phải 7 rưỡi. Cuộn diều đồ xong là 8 giờ là về các bạn nhé. Rồi giờ sẽ thả diều xuống. Có giờ ở trên khiếp hơn đấy nhỉ. Hai siêu phẩm đã xuống các bạn nhá. Kéo Tiến với bạn Lộc kéo hai quả diều sao xuống rồi. 4,5 m và 4,8 m. Nói chung ở trên gió to nhưng mà kéo hết cái tầng gió to ấy các bạn, thành ra ở dưới gió cũng nhỏ nên là kéo cũng dễ. Kết thúc một ngày thả diều tuyệt vời. Bộ còng của bạn Lộc này nghe nếu mà thả lên cao gió đều nữa thì gió đều hơn các bạn, thì nghe phải tuyệt vời đấy. Hôm nay là anh em Tiến là thả hơi thấp. Thả không có thả cao mấy, bởi vì trời tối quá, thế này không có đèn. Thành ra là anh em Tiến thả hơi thấp để hôm nào thả gió thật to. Xong rồi thả tút mút lên trên đấy, để nghe âm đổ hơn thì các bạn sẽ lại lên video cho các bạn coi tiếp nhé. Rồi bây giờ anh em Tiến sẽ tháo diều về các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi ủng hộ kênh YouTube của Tiến và theo dõi video của Tiến tới giờ phút này. Bây giờ thì Tiến xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều tháo gần nhất của Tiến nhé.